Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 11 âm lịch, đây là 6 con giáp bất ngờ gặp vận may đỏ hơn son. Các bạn thuộc những con giáp dưới đây có thể mở bia và ăn mừng ngay từ bây giờ, bởi các bạn sẽ nhận được thần may mắn để mắt đến trong ngày 13 tháng 11 âm lịch. Đây có thể nói là ngày đại phú, đại quý dành cho các bạn. Trong ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng sẽ được may mắn, thuận lợi, dù là việc lớn hay việc nhỏ, các bạn có thể may mắn tới mức ra đường nhặt được tiền rơi. Nếu trời đang mưa thì chỉ cần các bạn bước ra đường là ông trời đột nhiên chiếu nắng. Tuy câu này là nói hơi quá nhưng quả thật ngày hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất trong tháng dành cho các bạn. Đó là các con giáp Sửu, Mão, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu. Tuổi Sửu. Theo dõi tử vi ngày 13 tháng 11 âm lịch, người tuổi Sửu được tam hợp thái tuế phù trợ nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển. Bước sang ngày này, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu cũng có những khởi sắc nhất định nhờ có thiên tài trợ mệnh. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan. Mặc dù doanh thu chưa vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Tín hiệu tốt đẹp về chuyện tình yêu đôi lứa đã xuất hiện khi có tam hợp ghé thăm. Người độc thân có thể tìm thấy cơ hội tình cảm, làm mới mối quan hệ. Ngũ hành tương sinh cũng tương trợ để vận trình hôm nay diễn ra suôn sẻ, sức khỏe đang được cải thiện, nhiều người được chữa khỏi bệnh và sắp trở lại với cuộc sống bình thường. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Tử vi ngày 13 tháng 11 âm lịch của 12 con giáp, thực thần mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những câu chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân. Ngày tốt theo nhị thập bát tú cho thấy hôm nay khởi tạo trong việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, chỗ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp, người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, tiếp nối tử vi ngày 13 tháng 11 âm lịch. Hôm nay chính tài ghé thăm cho thấy có một vài thay đổi tích cực giúp người tuổi Tỵ sắp xếp lại tình trạng tài chính cũng như tìm ra các cách thức mới để tăng cường thu nhập. Một số kế hoạch của bạn diễn ra đúng như dự định và cũng là lúc bạn cần tập trung để tăng tốc. Đừng hài lòng quá nhanh, có chút kết quả đang có. Bạn vừa tìm cách cải thiện lại, vừa nâng cấp mọi thứ lên thì chất lượng công việc sẽ được thể hiện ở mức độ đáng mong đợi. Hỏa khí vượng đang có tác động không tốt tới phương diện sức khỏe, bạn cũng nên lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình, tránh những chuyến đi dài có thể khiến bạn kiệt sức, cẩn thận khi lái xe. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Xem tử vi, hôm nay thiên tài ghé thăm mang tới những tin vui về tài chính cho con giáp tuổi Ngọ, giúp bạn có thêm thu nhập, nhiều người mua sắm thêm tài sản, thu về lãi suất đáng kể. Có người lại được người thân giúp đỡ về tiền bạc, thậm chí hỗ trợ cho bạn mà không mong đền đáp. Thời gian này, công việc của bạn càng trở nên thuận lợi, may mắn. Bạn đang có nhiều lợi thế nhưng vẫn luôn chăm chỉ, cẩn mẫn. Nhờ thế mà bạn có khả năng thăng tiến nhiều hơn và nhận được sự khen ngợi từ cấp trên hay đồng nghiệp. Tam hội đưa tới cho người tuổi Ngọ cơ hội giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Điều này có lợi cho bản thân, giúp bạn học hành, khám phá và thu nạp thêm nhiều kiến thức mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình
Vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi thân. Tử vi ngày 13 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp với sự che chở của chính ấn, tâm trạng con giáp tuổi thân cải thiện đáng kể lúc này, giúp bạn đối diện với các vấn đề trong đời sống bằng thái độ hợp lý và thực tế hơn. Công việc được nhiều cát tinh che chở, quý nhân nhiều, trăm sự thuận lợi, sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc, bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Lục hợp che chở để người tuổi thân biết nhìn xa trông rộng, sẵn sàng nhường nhịn ai đó nếu có tranh cãi xảy ra. Do đó, bạn không nóng vội bày tỏ ý kiến cá nhân mà kiên nhẫn lắng nghe hơn. Hỏa kim xung khắc cho thấy trong đời sống tình cảm, những người độc thân dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động quá khứ khiến bạn suy nghĩ, trăn trở về những chuyện đã đi qua. Bạn nên hướng tới thực tại thì hơn. Trong mọi tình thế, bạn cần giữ thái độ, lý trí tỉnh táo để đưa ra lựa chọn phù hợp. Được lục hợp che chở, sức khỏe của tuổi thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của bạn. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt, khoa học của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Thiên ấn giúp người tuổi Dậu dám đối đầu với khó khăn hơn khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình. Lúc này, bản mệnh cũng nên chú ý đến các kế hoạch liên quan tới công việc, xê dịch. Với sự giúp sức của tam hợp mà đời sống tình cảm của bản mệnh suôn sẻ hơn bao giờ hết, người độc thân có thể gặp may mắn trong tình duyên. Ngũ hành xung khắc khiến cho những vấn đề liên quan tới tài chính trở nên rối tinh khi bạn đã để chuyện bé xé ra to. Dù sao cũng nên ưu tiên trả các khoản nợ có lãi suất cao trước đi đã nhé. Chuyện tình cảm trong tháng tương đối ổn định, người đã có đôi thì tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bạn trân trọng và tạo nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Ngoài ra, vì quan hệ xã hội của bạn có xu hướng phát triển rực rỡ trong tháng, nên bạn cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tác, tránh để hiểu nhầm phát sinh. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Quý Tỵ thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Đinh Hợi và Ất Hợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.